Hi, hello, hello, Lộc xin chào ông bà, cô, chú, anh chị em nha. Một ngày mới vui vẻ và trong ngày những ngày cuối tuần. Nhưng mà hôm nay thì bắt đầu từ ngày hôm nay bắt đầu mưa, gió, bão bùng nó kéo tới rồi. Nguyên một tuần luôn, cho tới thứ năm nó mới ngừng. Đó, mưa kéo dài cho tới thứ năm luôn á. Đó, thì tính đi làm bữa nay cũng có đi, nhưng mà đi được mấy chuyến thôi chạy về. Tại vì nó báo là sẽ có mưa lớn á, rồi lại có mưa đá nữa, cho nên thôi để chắc cú mình chạy về nhà. Thì về nhà thì làm công việc nhà một chút xíu, dọn dẹp clean nhà cũng đã lâu rồi, chưa quét dọn nhà cửa. Thì hôm nay thì ngày nghỉ thì ở nhà chung với chung tay với Thấm làm việc nhà cho nó xong. Thì bây giờ thì việc nhà bên trong thì đã xong rồi đó, bây giờ mình ra bên ngoài. Bên ngoài cũng đã cũng xong luôn, cho nên chiên Thấm đang chiên mà bánh chưng. Bữa mua đi cái gì đó, đi chợ, đi qua bên chè Đức Hương á, đó mua xôi chè đó, bánh chưng nay ăn không hết thì Thấm đem ra chiên đó. Đem ra chiên thì dọn dẹp ngoài này chút xíu, mấy cái này để năm vô chờ mùa nắng á người trồng tiếp, giữ đất lại trồng đó. Thì mấy này vẫn còn lên, thì giờ hẹ vẫn lên đây nè, hẹ mi già rồi đó, mi già rồi đó. Đó, cây tắc vẫn còn sống, thì là bạc hà bắt đầu nó nảy mầm tiếp rồi nè, đó bạc hà nảy mầm sống tiếp đó. Đó, đầu trời chuyển mưa, hôm nay là mưa gió bão bùng luôn. Thì đó, thì sẵn đây cắt mấy nhánh này chứ vậy, để luôn đi, khô nó cắt nó mới lên rồi khác vậy, mấy nhánh từ đây ấy mà nó khô nó đâu có tác dụng. Cái tắc mình cắt hết trơn rồi, cắt cái nhánh khô cho nó đâm trời khác chứ. Cái cây bông giấy thôi rồi sao dục rồi sao rồi để nó đâm lại cây bông giấy cái tươi rồi quá. Nó khô mà. Đó, rồi hư con dao của người ta luôn rồi, yêu cái kéo của người ta luôn rồi. Có con dao, em cầm dao ngoài này kìa đó, để anh đi vừa dùng ngoài này cũng chịu lấy. Dao nào ấy được, dao nó khét rồi kìa vợ ơi. Đó, bánh chưng mua về. Đó. Thì sẵn đây, thì Lộc cũng nói luôn, thì hôm nay Lộc có coi tin tức. Nó thông báo là những người học sinh đó, hay là những người học đại học đó, thì hôm nay nó đã thông qua những cái đơn, những người mà thiếu tiền học đó, đi học mà tuition đó, nó đã thiếu đó, thì nó đang ở Louisiana này có 381.000 cái đơn đã nộp vào để xin cho khỏi thiếu nợ tiền học đó. Thì Tổng thống Biden đã ký thông qua, tụi liên bang đã thông qua cho những học sinh được miễn phí khỏi trả tiền nợ đó cho năm nay. Thì đã được 242.000 cái đơn được chấp thuận và khỏi trả tiền học phí vào năm nay. Thì đó, những cái đơn đã, những người mà học sinh đã học rồi đó, đã đang thiếu nợ, thì đã được xóa hết những cái nợ học sinh, những cái nợ mà để mướn đứng để đi học đó. Thì nộp đơn vào, thì Tổng thống Biden đã ưng chuẩn và đã thông qua liên bang được chấp thuận khỏi cần trả nợ nữa đó. Thì có một chút xíu thông tin để cho những ai ở trong cái tiểu bang Louisiana này, nhưng mà những tiểu bang khác thì không biết, nhưng mà thì biết được cái tiểu bang Louisiana này, ai mà thiếu nợ thì nộp đơn vào để khỏi trả tiền học phí. Thì theo thống kê nó cho biết đó, thì những cái người học sinh như vậy đó, sau khi ra trường đó mà kiếm công ăn việc làm á, dưới 125.000 mới được miễn phí nha, dưới 125.000 thì khỏi trả nợ đó. Còn đó là cho một người, còn mà gia đình hai người đó mà dưới 250.000 thì cũng khỏi trả nợ luôn. Gia đình mà cũng như cặp vợ chồng đi học rồi thiếu nợ đó, thì mà tiền mà thu nhập vào á, dưới cái số đó. Nhưng mà theo thống kê của tiểu bang á, thì trung bình mỗi một gia đình ở Louisiana này thì khoảng 50.000
nó tiền lương đó, tiền lương cỡ 50.000 cho một gia đình mỗi năm, thì số theo cái số lương đó thì vừa đủ sống thôi, cho nên rất là vất vả. 50.000 cho cặp vợ chồng hay là mấy đứa con gì đó trong một gia đình, để mà cho 50.000 nó theo một thống kê thôi, nhưng mà tùy theo mỗi gia đình có tiền thu nhập khác nhau, nhưng mà không theo thống kê mà lấy cái điểm trung bình đó, cái điểm trung bình nó tách ra, nó phân tích ra thì 50.000 mỗi gia đình thì cái mức đó đã rất là thấp. Thì những học sinh mà mới ra trường á, theo mà mới ra trường đại học á, thì kiếm được khoảng 75.000 đó. 75.000 thì không có đủ cái mức chi tiêu với lại cái mức mà trả nợ này kia đó, thì cho nên mới nó tính theo cái thống kê đó, nó mới đặt ăn xá cho khỏi trả tiền nợ của những năm học của mình đó. Cái đó cũng là cái điểm lợi cho những học sinh năm nay đó. Thì những thì Lộc nói đây, thì những ai mà thiếu nợ thì nộp đơn vào nhan để được xin khỏi trả tiền học phí cho những năm mình đã học qua đó. Với lại mà phải thông báo khai kê là những cái đồng lương của mình kiếm được bao nhiêu trong khi mà sau khi mình ra trường hoặc mình đang học. Có nhiều người mà đang học mà không đủ trả tiền, không đủ, có nhiều người đã bỏ học cũng vì lý do đó đó. Cũng vì những người mà đã, rất là nhiều người chứ không phải một ít đâu, rất là nhiều người đang học và vừa đi làm vừa đi học rồi mà kiếm không đủ số tiền đó, thì cũng đã nhiều người đã được, không phải là được nhưng mà là bỏ ngang, không học tiếp tục nữa là vì trả nợ không nổi, cuộc sống khó khăn, cho nên rất là nhiều người đã bỏ cuộc, cho nên nó mới có cái lực là được ăn xá cho những học sinh như vậy khỏi trả nợ những năm qua. Còn năm kế tiếp thì như thế nào thì Lộc không biết, cái năm kế tiếp thì có được như vậy hay không thì Lộc không biết, nhưng mà những học sinh nào trong những năm qua thì đã được ăn chuẩn được 242.000, cái đơn được ăn chuẩn đã được chấp thuận và thông qua liên bang rồi nha. Già vợ chưa già mà khó tánh ghê. Mốt già không biết làm sao á, chắc đạp luôn. Ấy giờ con mũi, ấy giờ con mũi nó cắn cái chân cái, đau quá vậy. Đại cái đại được. Đeo. Cái mũi thôi thích anh vậy, nó không cắn em cứ đè anh ra cắn hoài. Ừ, thích mấy mập nó đè ra nó cắn. Không. Bớt mỡ. Đó. Đó rồi chồng ra. Rau mắc cá nào mọc lên lại rồi thấm bắt đầu sới đất bao nhiêu tiếp. Rau mắc cá nào mọc được mấy ngoe mọc lên lại. Hành vẫn còn sống. Mấy cái kia chắc mười mốt nó mọc lên lại hết. Cái này cái ớt không em? Đậu đũa. Ồ đậu đũa hả? Tưởng cái ớt chứ. Dạ. Đậu đũa. Sống sót. Sống sót vào mùa đông. Cái đợt lạnh. Rồi chuẩn bị ăn sắp chín rồi nè bà con ơi. Bánh chưng bữa Lộc không biết đâu, đâu biết đâu bánh chưng bánh bánh chay hay bánh mặn đâu, đem để bàn thờ cúng luôn. Đó, rồi Bảo kéo tới rồi nha. Hôm nay là có trận football Cà Na, banh Cà Na. Sang phân chơi lại Eagle Baltimore, Cincinnati chơi với lại ai đó? Chơi với lại KC. Hôm nay hào hứng luôn đó. Rồi đó, lau nhà sạch sẽ, lát bóng luôn, thơm luôn, thơm phức luôn. Đó, đem cái bưởi này vô nhà, tại cái bưởi này hiếm, bên từ Việt Nam về bên Cali đem qua đây kìa đó. Giờ cái bữa để đem vô trễ quá, cái nó bị héo, trời đông lạnh quá héo, nhưng mà giờ nó sống lại, nó tươi lại, nó mọc mầm non rồi nè, một lá non rồi nè, một lá non, cái này bỏ đi, cho nó mọc, cái thấm như thế này đi, rồi đó để cho nó mọc lên trên, nó tỉa nhánh lên trên dưới gốc cây, cho mọc lên đây nè, đó. Thấm cắt này trời, cắt cây chiều lưỡi mắt thâm mỹ hết trơn. Cái bưởi đem vô đây sợ nó chết uổng, đem vô nè, cây này nè Lộc nói nè, nhà nè năm cây bự chết thành cây rồi, lâu rồi, cho nên bữa 30 Tết á Lộc qua bên Texas á, gặp Phượng bên đó, gặp những chú bác ở bên đó, ở bên Texas á, ở bên chợ Hồng Kông đó, đi qua bên đó gặp những chú bác rồi cô chú
hỏi thăm sức khỏe. Thì giờ mua cái cây này giờ nó lên rồi nè, nó mọc xanh rồi, cái đó mấy cái này nó vàng hết trơn nữa, có mấy chục giờ nó mọc xanh, nó tiệm mấy cái nhảy nó mầm non cho lá non trong nè, nhảy lá non trong nè, bên ngoài nó vàng vàng nhưng mà trong nó đi đâu nhảy lá non ra, nó giờ thành năm cây lại như xưa. Hồi xưa có một cây như vậy ha, cây bự giống vậy nè mà nó chết rồi, nó vàng khè nguyên cái thân luôn, chết. Rồi ra thấm bỏ cái này, mấy cái lá nó ố ố vậy là tại vì này, nấu nước sôi nha, cái bình này nè, cái bình nấu nước sôi nè, để cái xì hơi lên nó bị vàng ố. Nhưng mà giờ cái mấy cây này nó mới năm mấy giờ nó cao, bự cao lắm đó, cao lắm rồi, mới có năm rưỡi lúc lột qua nó nhỏ lắm, nó đâu cao chỗ này đâu, giờ năm rưỡi nó cao dễ sợ luôn đó. Giờ mua được cái cây này rồi đó, phát tài phát lộc nha đó. Mấy cây này cũng vậy nè, để á nó bị lá nó cuốn cuốn cái đầu là tại vì nấu nước sôi, nó cái hơi nóng nó lên đó. Rồi bắt đầu mưa kéo tới dần vũ luôn rồi đó, mưa kéo nặng hạt luôn á, nặng họ cũng học mưa quá trời bự luôn đó. Bắt đầu nó bơm nước ra tiếp nè, cái hồ giờ đầy lên lại nè, mai cái hay là tối nay nó bơm nước tiếp, mưa tới thứ năm mới ngừng. Là mưa từ sáng tới tối luôn á, giờ là mưa tới tới 11, 12 giờ đêm nó mới ngừng á. Nhưng mà có lúc thì có mưa đá, nó nói thông báo báo tin á, thì có lúc thì mưa đá. Thì có những cái con sông, những cái hồ á bị ngập, nó thông báo á, nó cạnh gì đó, nó thông báo chừng biết trước là coi chừng á. À, có nhiều chỗ bị lục á, bị ngập nước chứ phải là bị lục, nhưng mà bị tràn lên, nó ngập lên lộ lên lề đó, thì lái xe này kia đi đường này kia cẩn thận vậy thôi. Rồi có ăn rồi nè, nhiều dừa nè, cái chuyện dân vô mặt cái là khóc hết nước mắt, lắc lắc thấy mày gớm. Thôi được rồi, chiên quá vàng hồi nữa là ở rồi, có công đi thăm Mỹ. Em chiên mà anh bớt nói xui xẻo được không? Nói là nói vậy thôi. Trời ơi, cứ nói chiên cho anh ăn, anh đòi ăn em mới chiên này, chứ thôi em cũng không có chiên nữa. Vậy xa. Mà ngồi đó cứ nói gì đâu không, nói không lên không. Hơi chạy. Rồi mình ăn bánh chưng nha, bánh chưng chiên. Ăn miếng nha bà con ơi. Thông báo, sắp có nước lụt, khoảng 12 giờ trưa là có chừng nước lụt nha. Đài khí hậu nó nói chuẩn bị có thông báo ở Lê Cho này chuẩn bị có lụt, cái chừng có bị lụt. Warning á. Ăn miếng rồi chạy nha. Ăn miếng rồi kiếm đường mình đi nha. Đi đâu nè không biết nữa. Trời mưa nè không biết đi đâu nữa. Tính rửa xe cái trời cái mưa khỏi rửa xe luôn. Làm cái định tính trước. Tính là mưa. Kỳ ha. Mỗi lần đó có gì cái tính mà chưa thấy làm tính không. Tôi muốn làm đi rồi. Cứ tính không mà không thấy có công chuyện nào mà xong hết trơn, cứ tính thôi. Cái đời đó hoài. Tính hoài luôn, tính không biết tới năm nào. Nói tùy theo cái gì thì để đồng nói tiếp theo cái vụ xin wifi đó, thì cũng như cái số tiền của mình xin wifi được đi làm được chứ không phải là không, nhưng mà cái mức trung bình của mỗi năm cái thu nhập, cái tiền thu nhập mình cũng được bao nhiêu nha, ăn thua là cái điểm đó. Mình ví dụ như nó như là đã thông báo cho những người học sinh đó, thì mỗi gia đình đó thì cái mức trung bình là 50.000 mỗi một năm mình làm thu nhập. Nếu mà mình làm dưới cái mức đó, dưới cái mức cái điểm trung bình theo mà của
tụi ăn xin xã hội thì khác nha, xã hội thì cái tiền nó thấp hơn cái đó một chút xíu, khoảng chừng 25-30 ngàn á thì mình xin vẫn xin được cái tiền bảo hiểm, cái tiền sức khỏe của nhà nước cung cấp cho mình ha, mình vẫn đi làm được đó, chứ không phải là không, mình vẫn khai báo nó, nhưng mà tùy theo cái tiểu bang mình ở nó có cover hết tất cả về bảo hiểm cho mình không. Ví dụ như mình đi làm răng thì nó có cover mình, nói ví dụ mình đi chám, đi clean răng bình thường thôi, làm răng bình thường thì nó chấp thuận. Còn nếu mà mình làm thêm những cái gì đó, mình phải, ví dụ bên đây Lộc đi làm deep clean, deep clean là nó dưới cái chân răng của mình luôn, nó clean dưới cái chân cái răng mình luôn á, dưới cái ngay cái nút răng của mình á, thì mình phải trả thêm 25 đồng. Đó, thì nếu mà 25 đồng thì tính theo cái giá đó với là bên ngoài thì nó vẫn là rẻ hơn, rất là rẻ cho những người đi làm không thu nhập không đủ đó, thì nó tính theo cái mọi giá, thì theo cái bảo hiểm của mình nữa, thì mình đi làm thì mình khai nó, mình cũng có đi làm nhưng mà nó không cover thì mình trả thêm một chút xíu tiền, mấy chục đồng để cho nó làm hết bộ răng, nó chám, nó clean, nó làm đầy đủ, mình trả thêm 25 đồng là ngon lành. Rồi, đó. Tùy theo tiểu bang nữa, nhưng mà tiền Cali thì chắc nó cover hết tất cả. Cali nó khác bên này nó, thì đồng lương bên này nó rất là thấp, cái gì nó cũng thấp, cho nên nó cái gì nó cũng rẻ. Đó, rồi không? Đâu có cà phê sữa đá ngon vậy trời. Cà phê sữa đá ăn bánh chưng chiên ngon lành luôn. Em ăn ăn miếng nhìn rất đau chiên không ăn chiên cho năng á, anh năng qua nói muốn ăn bánh chiên cho năng á, mày muốn ăn để mà em ăn chung với rồi từ từ á, nóng giòn. Bánh em bánh tét chiên ngon, bánh chân bánh anh thấy anh ăn gì anh cũng thấy ngon chứ, bánh chân nè, bánh tét chè thôi gì không biết anh nói là chứ anh muốn nói là bánh chân với bánh tét á nó khác biệt ở chỗ này, anh thấy anh ăn vô giống nhau mà khẩu diễn giống hết rồi, anh không phân biệt được. Bánh chân là nó có vuông vậy, cầm tét thì nó dài. Trời. Anh biết cái hình thức cái bề ngoài nó giống nhưng mà anh nói cái khẩu vị. Nhưng mà công thức nó giống nhau. Cái khối gối bên chân thì nó vuông anh hiệp anh biết được, còn bánh tét nó tròn thì khác biệt chỗ đó, nhưng mà lúc mình ăn á anh thấy nó giống nhau. Anh không biết nó khác chỗ nào. Khác là gọi bánh chân với bánh tét. Nhưng truyền thống á, cho em hiểu cái truyền thống của người Việt mình bánh chân bánh tét ngoài kia. Còn mà ăn, mình nói mình ăn về cái khẩu vị đó, anh thấy nó giống nhau. Một ta làm một thao bự vậy nè, ta ngồi ta làm gỗ bánh tét, anh nghĩ cũng có chung với nhau giống nhau. Anh ở nhà phải má bánh chân á là miền ngoài người ta làm, còn miền Nam là bánh tét. Nhưng mà cái công thức nó giống nhau. Đó, nhưng mà ý nói là ăn vô. Nhưng mà cái miền Nam á là người ta gói bánh chân với bánh tét á, người ta không có để nước cốt dừa. Còn miền Nam á thì người ta bỏ nước cốt dừa. Thế ăn vô giống nhau, không có gì khác. Mà tại sao gọi hai tên phải không? Tại sao gọi bánh chân bánh tét phải không? Anh hiểu cái truyền thống là cái truyền thống anh biết. Nhưng mà anh nói ý là ăn vô cái thì nó giống nhau đó, nhưng mà tại sao gọi bánh chưng với bánh tét đúng không? Mà chiên lên ăn ngon hơn là mà anh thích ăn bánh chuối hơn. Bánh mà bánh tét bánh chuối. Anh cũng ngon mà. Thích bánh chuối. Thích chè đậu trắng. Có nếp là thích à. Bệnh gần chết. Cũng ăn. Xôi ăn chè mới sao? Xôi ăn chè, ăn nếp, ăn chuối. Không có chữ. Nó hành, cả nào hành cũng ăn nè. Không đi à. Không hiểu à. Biết nó hành nhưng vẫn ăn nè. Tê. Nó đồng tin gì đâu. Thầy bói. Thầy bói là mình nói ngồi rung
ngồi rung chân rung tiền rớt tiền. Hồi xưa má cũng vậy, má với lại chị hai thường hay nói mày ngồi mày ăn chân mà rung mà nhịp mà như lắc hết tiền rớt hết trơn. Em nhớ em nói anh bữa giờ mà không chịu, anh nói em nói tin gì đó không tin được sao? Không tin, có cái cũng cần phải tin chứ. Tin cái nào tin lên chứ. Đúng là không tin chăm chăm, nhưng mà có cái cũng cần phải tin. Có cái thì tin, có bất cái đời ăn vậy không tin này phải tin cái kia. Tin là bị đoan, tin nhảm nhí thôi cái cũng được. Nhưng mà cũng phải có một cái gì đó để mình tin tưởng vào. Như cuộc sống mình phải tin vào cái gì đó mình mới phát triển được. Đúng không? Mình chưa thấy, trước mắt mình chưa thấy được cái gì. Trước mắt giờ là ngồi đừng rung đùi nữa nè. Mà rồi yên chỗ kìa nè. 1, 2, 3 rồi yên rồi. Lúc mới qua ngồi lắc lắc thấm thọt cái chân sạc, đi ăn dai đi bạn bè thấm đạp cái chân ngồi im đạp cái chân thọt cái chân ta đá là biết rồi, ngồi coi nhịp giờ họ khổ quá ta. Lúc mới qua lắc dĩa thấm ngồi ăn ra cái chân đá tôi chịu nhìn cái biết rồi khỏi lắc nữa. Cũng vui. Vui không? Vui. Ngồi cũng lắc nữa nè. Vui mới lắc. Bố anh là lắc quen không quen thì mình ngồi gì nè, ngồi chứ bằng lại. Chứ bằng nhịp. Bằng lại gì luôn nè, để lên trên ghế luôn sao thì đụng đất đầu nhịp. Cái này cái chân bằng ten. Thật ba chứ bằng lại gì nè. Mấy giờ? 10 giờ. Sớm mà. Mưa đi. Giờ trưa mình. Thôi ăn nó uống cà phê là chắc chắc. Thứ dữ. Cạn. Này ăn với dưa muối nữa mới đúng. Không phải dưa muối, dưa cải gì. Không phải gì ta? Dưa chua. Không biết không? Dưa chua, dưa chua hả? Dưa chua có, dưa muối, chua. Mấy ăn gì? Bánh chưng ăn với... ăn gì ta? Như dưa chua được phải. Không phải dưa chua mà gì ta? Dưa chua hả? Cái gì mà làm dưa á? Không biết. Ăn vậy là được. Chấm đường. Dưa thơm anh hả? À, chấm đường ăn này. Này chấm đường là hết cậy á. Tại vì chấm người á thiếu đường á. Cho nên phải ăn đồ ngọt. Ồ, ai nói anh thiếu đường. Không cho anh ăn gạo lứt bữa giờ anh lên máu luôn chứ. Thiếu đường gì? Thiếu đường á cho nên phải chặn đường ăn giống như. Đi cà phê đó không đủ anh uống nữa, kêu anh uống. Nhà nào cũng uống ly chứ. Ừ, tóc với hành hạ. Nếu đổ thừa, trời cảnh ngái. Ừ, ta vừa nằm xuống, ta nói người ta ngái rồi. Hai rồi. Thôi vậy thì giờ là buổi sáng rồi đó. Công việc nhà làm xong xuôi, hai chồng nhà. Vậy là xong xuôi buổi sáng. Giờ là chào thời gian thôi. Chờ thời gian mai đi cài tiếp. Ừ, giờ chào thời gian, làm nhà chào thời gian. Thôi vậy Lộc xin kính chào và tạm ngừng các tiếp tại đây. Kính chúc cô chú cho mình một ngày mới vui vẻ. Bye bye.